xe đẹp độc lạ. Mình là Thiên Vương. Ok, mình sẽ quay lại cho các bạn xem những cái con xe dành cho các bạn nào đam mê nha các bạn. Ok, chịu các bạn chú ý theo dõi những clip mình, xem các bạn chiêm ngưỡng những cái vẻ đẹp từng cái con xe độc lạ để gửi đến cho anh em xem nha các bạn. Ok, các bạn nhớ theo dõi clip của mình nha các bạn. Ok, mình sẽ luôn cập nhật cho các bạn những cái dòng xe tiếp theo nữa và nhiều vòng dòng xe cổ đẹp độc lạ để gửi đến cho anh em, và mình sẽ luôn cập nhật mỗi ngày nha các bạn. Mỗi ngày một con xe đẹp độc và lạ để gửi đến các anh em. Anh em nhớ đăng ký kênh của mình Xe Đẹp Độc Lạ để chiêm ngưỡng những cái con xe tiếp theo mình sẽ quay mỗi ngày để gửi đến cho anh em chiêm ngưỡng nha anh em. Ok, mình là Thiên Vương, mình xin chào các bạn, hẹn gặp các bạn ở những clip sau.